Đây làm test ra cho bác đây. Nói chung nó chạy suốt con này, chạy mãi. Đây là hàng mic trên này, hàng mic dưới này. Nói chung khi hát là mình phải điều chỉnh, nếu mà nó rít là mình phải vặn bớt chép này. Cái này là chép này, cái này là chép này, cái này là chép này. Đấy. Cái này là chép này. Đây là vang này, vọng này. Đây là phần echo này. Đây là volume echo này, hai hàng volume mic này. Đây là volume nhạc này. Còn cái này là tổng volume master, là tổng của cái thằng mic. Mic trên này và phần nhạc. Đấy. Đây volume echo. Đây là bass này, chép này, vang này, vọng này. Đây là phần nhạc này. Volume nhạc vào, cái vặn nhỏ là nhạc vào này. Thì cái volume này là tổng của nhạc và mic. Đây, vặn bé này thì nhạc nó không có này. Nếu mà bỏ nhạc đi mà chỉ có tiếng alo mic thì đây nó vẫn có mic nhỉ. Nếu vặn bỏ này thì mất mic nhỉ. Khi cắm mic vào là mình vặn bé volume đi. Tránh trường hợp là khi cắm vào nó tiếp xúc nó sẽ xẹt một phát. Thì cắm xong mình mới vặn volume lên. Còn đằng sau như sau. Sau thì hàng dây loa này, điện 220. Đây cắm vào đường vào số 2 này. Đấy. Còn đây đường ra xúc điện này, nếu sau này có xúc điện thì cắm đây thì em ghi giấy vào, ghi chữ vào đây. Hàng đẹp keng luôn.